的生命从不为谁后悔，陪你浪漫燃烧直到熄灭，珍惜生命中的每次眼泪、有天我会勇敢不再哽咽，而我盲目的追，低头妥协，想保护着谁？我想许愿，拥有你的明天，我只想再活一遍，每一天都能笑面对，生命总会有机会，而你准备好浪费，再活一đi thôi. Căng thẳng lắm hả? Em đừng lo. Nếu lát nữa ba mẹ anh đồng ý cho hai đứa mình ở bên nhau, vậy thì rất tốt. Nhưng nếu ba mẹ anh lại nói gì đó khó nghe, em tuyệt đối đừng để trong lòng nhé. Em chỉ cần nhớ thi thật tốt lên đại học là được rồi. Anh không thi đại học à? Nếu ba mẹ anh không đồng ý cho bọn mình ở bên nhau, anh còn thi đại học gì nữa? Tốt nghiệp một cái là anh sẽ đi làm kiếm tiền luôn. Em không cho phép. Em đã từng nói tương lai chúng ta sẽ tốt. Giờ ra ngoài đường, còn ai quan tâm đến chuyện em tốt nghiệp đại học nào nữa? Nhưng mà... không sao. Anh có thể kiếm tiền trước, rồi lại thi đại học. Nếu không thì em học xong trước, rồi tới anh học. Anh không học, vậy em cũng không cần học nữa. Chúng ta cùng nhau kiếm tiền. Không được. Bất kể chúng ta có làm gì thì cũng đều sẽ ở bên nhau, phải không? Vậy em nghe lời anh, hãy tin anh. Chúng ta nhất định có thể chứng minh cho mọi người thấy chúng ta sẽ sống tốt. Thật xin lỗi các ngăn hai người một chút, có thể nhanh lên được không? Ba mẹ đợi lâu lắm rồi đó. Dội dội dội. Dội cái gì mà dội? Không biết lựa chọn thời điểm à? Cảm ơn em nhé. Nào, cô có chuẩn bị trà rồi đây. Mẹ, đây là đậu biếc à? Món sở trường của mẹ anh đó, uống ngon lắm. Cháu cảm ơn cô. Em gái, con ngồi sang bên này, chờ lát lấy nước cho ba. Con ngồi bên cạnh là được rồi. Mọi người nói chuyện đi. Vậy cô cũng không cần nhiều lời nữa nhé. Bạn học Du này, chuyện lần trước cháu tới nhà cô chú đề cập, cô và ba Hào Đình đã bàn bạc kỹ với nhau rồi. Cô chú hiểu rất rõ con trai mình, năng lực của nó thế nào cô chú biết rất rõ. Cho nên chỉ cần nó chịu khó hơn một chút, cố gắng một chút, năm nay nhất định có thể thi vào được đại học. Vậy nên lời đề nghị của cháu, cô chú không đồng ý. Không, không được.
Mẹ à, không phải, vì là thi học kỳ, phạm vi ôn thì rất ít, cho nên con ôn qua loa thôi, cũng có thể đứng thứ hai toàn trường. Lần này thì khác, lần này thì từ quyển 1 đến quyển 6, phạm vi thì rất rộng, tự con làm sao mà làm được, nhất định phải có du hiệu cố giúp, kể cả mày có thi được, cũng nói không thi được, tùy tiện bừa bãi, không coi tương lai của mình ra gì cả. Vậy ba mẹ hãy giúp con, coi tương lai của con là một chuyện trọng đại đi, chỉ là chấp nhận lời đề nghị của cậu ấy thôi mà, đâu có khó đâu. Tao không thể chấp nhận được, tao không muốn để mày thích làm gì thì làm. Ba, dạo này ba nói chuyện bất lịch sự lắm đó. Mày có thái độ gì đây hả? Được rồi, đừng cãi nhau. Chúng ta nói chuyện đi. Ngồi xuống. Giờ rồi mẹ chỉ mới mở đầu thôi. Mày vẫn chưa nói tới trọng điểm. Trọng điểm? Trọng điểm gì? Mẹ, trọng điểm này rất quan trọng. Thế nên mẹ mời ba nói. Thằng oắt này thiếu người dạy dỗ. Mày chỉ thích chống đối lại ba thôi đúng không? Nói cho mày biết, ba là ba mày đó. Ở trong cái nhà này, ba mày làm chủ. Ba, ba nói vào trọng điểm chưa? Ba muốn nói gì thì mau nói đi. Trọng điểm là gì? Đến giờ mày vẫn chưa rõ à? Ba nói cho mày biết, thi đại học vốn dĩ là chuyện cơ bản, quá dễ dàng. Cho nói tương lai hai đứa sẽ sống tốt. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ khoa. Khoa vật lý. Con học khoa vật lý là được chứ gì? Thi khoa nào không quan trọng. Dù sao cứ mỗi năm lại thay đổi một khác. Thịnh hành cái gì cũng khác nhau. Giống trước kia nổi khoa tin học gì gì đó, kết quả 4 năm sau tốt nghiệp thì hết mất rồi. Đúng đó, thịnh hành mỗi năm đều thay đổi. Còn sắp mất hết kiên nhẫn rồi. Ba, rốt cuộc ba muốn nói tới trọng điểm gì? Có thể nói thẳng vào vấn đề được không? Mày kỳ lạ thật đó. Bạn mày còn chưa nói gì, mày gấp gáp cái quái gì? Cô chú, chỉ cần cô chú đồng ý cho chúng cháu quen nhau, cô chú đưa ra yêu cầu gì, cháu nhất định sẽ cố gắng làm được. Nhìn thấy chưa? Người ta lịch sự thế kia kìa. Mày có hiểu không? Thật ra yêu cầu của chú rất đơn giản. Chỉ cần cháu có thể khiến thằng nhóc này năm nay thi được vào đại học, thì lại không tính nha. Không cần phải thi vào khoa quá hot, nhưng tuyệt đối không được thi vào khoa quá ít người học. Quan trọng nhất là phải thi được vào trường công. Được ạ. Đứng trong top 5 trường công, chỉ cần có thể thi được vào, chú đồng ý cho hai đứa quen nhau. Không thành vấn đề. Mày hứa cái gì hả? Có phải yêu cầu mày đâu? Không phải là con phải thi sao? Được. Điều nên làm mà, mặc kệ đi. Được ạ, cháu sẽ dốc hết sức mình để đạt được mục tiêu top 5 đấy nhé. Thi được đi rồi tính. Top 5 trường công. Uống nước đi. Ba còn đủ không? Hôm qua tôi đưa cậu ấy về nhà gặp ba mẹ tôi rồi đó. Thiệt hả? Vậy nghĩa là hai người quyết định công khai rồi hả? Đúng vậy. Nhưng ba mẹ cậu đồng ý thật rồi hả? Tạm xem là thế đi. Thật á? Được phết nhỉ? Điều kiện là phải thi được vào đại học công lập. Không thể nào, trường công á. Top 5 nguyện vọng. Top 5. Tại đây tôi rất tiếc phải nói với hai người, xin hãy trân trọng thật tốt từ ngày tháng tiếp theo đi. Chúng tôi đều ủng hộ cậu. Chúc phúc nhé. Ủng hộ, chúc phúc. Chúc phúc cái đầu cậu ấy. Thận trọng cái đầu cậu. Anh em chẳng lẽ lại không ủng hộ nhau? Lần nào cũng làm như không tin tôi vậy. Thì được vào top 5 thật sự rất khó đó. Tôi biết. Vì thế mới thể hiện được quyết tâm của tôi chứ. Phải không? Phải phải. Được đấy. Cố lên. A Hào, không thể đùa được đâu. Nếu không đạt được kết quả đó, các cậu tính thế nào? Nhất định sẽ đạt được thôi. Hơn nữa cậu ấy ở đây mà. Đúng không? Nhưng nếu thực sự không thi được, thì làm thế nào? Anh sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu. Được không? Em phải tin anh. Nhưng chỉ còn lại 5 tháng nữa thôi. Không có nhân nhị gì hết. 5 tháng vẫn rất lâu mà. Em xem trước kia, anh học giới dẫn 2 tuần, đã có thể hạ được tên họ Trang kia rồi.
Anh mà nghiêm túc lên, đến anh cũng phải sợ luôn đó. Tới lúc đó chưa biết chừng anh còn thi tốt hơn cả em ấy chứ. Được rồi. Cảm ơn. Các cậu làm gì vậy? Hay cậu làm cái gì đó? Không phải có người đang rắc cậu lương sao? Phối hợp chút thôi mà. Được, được lắm. Husky. Chó sói. Đây, thưởng cho cậu. Đến lượt cậu. Bắt tay, bắt tay. Xin chào, xin chào. Nhạc ghê. Cậu đang làm gì vậy? Một con chihuahua bại liệt. Chihuahua bại liệt anh. Xin đôi, xin đôi. Rất tốt, các chú chó đều rất tài năng. Cậu mới là chó ấy. Chó đầu đàn. Chó đầu đàn, chuẩn. Cậu phải là chó đầu đàn mới đúng. Tôi là chó đầu đàn. Phải. Tôi muốn nghe chó đầu đàn sủa. Tôi. Đúng vậy. Được. Chờ chút. Tôi muốn nghe phiên bản động dục. Được đấy. Phiên bản động dục. Để lại cho chủ nhân của tôi. Được, được. Học sinh giỏi xuống như nào? Em vẫn nên ăn cà rốt đi thì hơn. Dễ thương ghê. Báo cáo vị trí mục tiêu. Bên trái góc 45 độ. Xác định mục tiêu. Bắn. Nice shot. Làm tốt lắm. Binh sĩ Hạ Ân. Báo cáo nhiệm vụ. Báo cáo sĩ quan trưởng. Mục tiêu đã bị tiêu diệt. Cao Tiểu Quần, cậu làm sao vậy? Không vui à? Thì không tốt. Bị mẹ tôi mắng. Rốt cuộc cậu thi tệ đến mức nào? Đừng có hỏi. Cậu sẽ sợ đó. Cậu thi thế nào? Đừng có hỏi. Cậu sẽ sợ đó. Sợ. Giờ người sợ nhất phải là Hạng Hào Đình mới đúng. Đúng nhỉ? Cậu ta đâu rồi? Cậu ta thì tệ quá. Đang đi an ủi người yêu nhỏ bé của cậu ta rồi. Đúng vậy không, Cao Quần Quần? Đừng có qua đây. Sao không được qua? Cậu ta không cứu tôi. Đừng có qua đây. Sao không xuống? Lần thi này thật sự không chuẩn đâu. Anh căn bản không hề nghiêm túc thi. Lúc đó mình đang bị tách nhau ra. Em đừng để ý điểm thi đợt này mà. Nhưng điểm thi của anh quá thấp. Anh biết. Vì anh toàn viết bừa thôi. Lúc đọc đề, anh còn chẳng đọc hết câu hỏi, đã viết luôn đáp án rồi. AACCB, BBCAA. Cứ viết bừa thôi. Em phải tin anh. Anh nhất định có thể thi được vào trường công. Thật đó. Em xem. Đây là kế hoạch học tập của anh. Đủ chi tiết rồi chứ. Ngay đến cả thời gian tắm anh cũng viết vào đây rồi. Đến lúc thì anh nhất định lại có thể hạ được tên họ Trang kia. Được. Vậy tuần này anh Chí Cương hẹn em đi ăn chúc mừng. Em được điểm tuyệt đối. Anh đừng đến. Cố gắng học theo thời gian biểu này đi. Thì vẫn phải ăn cơm chứ.
Dân lấy ăn làm đầu, ăn cơm to hơn hoàng đế mà. Sao có thể gì học mà không ăn cơm chứ? Ăn là để đi được con đường dài hơn đó. Vậy anh ăn ở nhà. Anh Chí Cường hẹn em ở nhà hàng. Xe cộ đi đi về về như thế, không biết mất bao lâu. Anh muốn lãng phí thời gian à? Anh cũng muốn chúc mừng với em mà. Ăn xong em sẽ tới tìm anh. Anh nghiêm túc, anh cố gắng. Vậy cuối tuần này em phải thưởng cho anh nhé. Chiều chủ nhật từ 1 đến 3 giờ ôn tập tổng hợp môn ngữ văn. Có chuyện gì? Vừa tan học đã kéo tôi tới đây. Không cần phải ở cạnh Yuhiko nhà cậu à? Tôi có chuyện muốn hỏi cậu. Nghiêm trọng lắm hả? Cuối tuần cậu ấy tới nhà tôi. Rồi sao? Cậu với anh Chí Cường đã từng làm chuyện đó chưa? Chính là như thế đó. Cậu đang nói cái gì thế hả? Tôi đang rất nghiêm túc hỏi cậu vấn đề này mà. Cậu hỏi chuyện giới dẫn gì đấy? Sao lại là chuyện giới dẫn được? Tôi chưa từng làm chuyện đó với con trai bao giờ. Tôi chỉ biết hỏi mỗi cậu thôi. Giờ chúng ta đang ôn thi đại học đó. Thì sao? Ôn thi thì không được làm chuyện đó hả? Tôi không tin là cậu không làm chuyện đó với anh ấy. Có không? Mau lên. Cậu tự lên mạng tra đi. Tôi có tra rồi. Trên mạng nói lần đầu tiên nhất định sẽ rất đau. Nhưng tôi lại không muốn cậu ấy lần đầu bị đau quá. Cảm giác như kiểu tồi tệ lắm ấy. Cho nên tôi mới phải hỏi cậu đây. Không biết nữa. Thì đến lúc hứng lên rồi. Hứng lên thì sẽ không đau à? Sao có thể thế được? Cậu cũng là lần đầu tiên mà. Tôi là công đấy. Cậu bị ngốc hả? Anh Chí Cường thật sự rất tốt với cậu. Đây gọi là yêu đó. Không phải. Vấn đề của tôi vẫn chưa được giải quyết. Sắp đến cuối tuần rồi. Hay là chúng ta đi hỏi anh Chí Cường của cậu đi. Giờ cậu muốn chết hả? Không thì cậu kể cho tôi nghe xem. Lần đầu của hai người đã xảy ra chuyện gì? Rồi trạng thái khi ấy như thế nào? Thiên thời địa lợi nhân hòa thế nào mà diễn ra? Có cách hay ho hoặc kỹ thuật gì đặc biệt không? Phải chú ý những gì? Để cậu ấy có thể thả lỏng một chút. Không bị đau quá. Xin cậu đó. Ngoài cậu ra, tôi không thể hỏi ai chuyện này nữa rồi. Tôn bác, tôi không biết.
Tránh ra. Tránh ra đi. Đau lòng quá. Bạn bè đều chẳng phải là bạn. Được rồi, được rồi. Thế nào? Thì ngày hôm ấy... Hôm nào? Ai biết được chứ? Tan làm rồi à? Phải. Hạng Hào Đình có tới đón cậu không? Tôi bảo anh ấy tranh thủ thời gian ở nhà học rồi. Quần tôi bị dính gì vào à? Không, tôi đang suy nghĩ chút thôi. Tiểu Cố, sắp về hả? Không phải em đã thi đạt kết quả tốt rồi à? Sao em không sắp xếp thêm giờ làm? Em muốn ôn bài cho Hào Đình. Đừng quên phải tích trước tiền học đó. Học phí đại học không như cấp 3 đâu. Em biết, em cũng đang tính rồi à? Mau về nhà đi. Hôm nay cũng mệt cả ngày rồi. Vậy em về trước nhé. Bye bye anh Chí Cương. Tôn bác. Bye bye. Mệt quá. Em có chuyện muốn hỏi anh. Chuyện gì? Thì anh biết em là lần đầu tiên mà. Ý em là lúc đó, lúc ở trong phòng tắm, anh có đau không? Thoải mái không? Thoải mái hả? Should